Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VTV. Thưa quý vị, sau mốc 31 tháng 10, có nhiều thống kê khác nhau về số lượng điều kiện kinh doanh mà các bộ ngành cắt giảm được theo yêu cầu của chính phủ. Nhưng lại có chung một nhận định là chất lượng và tính thực chất của quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh không đạt như mong đợi. Thậm chí còn có lo ngại rằng việc cắt bỏ giấy phép mất rất nhiều thời gian, rất khó khăn và gian khổ, nhưng quá trình phục hồi lại rất nhanh và mức độ cài cắm sau mỗi lần phục hồi lại tinh vi hơn. Những phân tích sâu hơn đứng từ góc độ doanh nghiệp về tính trình cách giảm điều kiện kinh doanh trong thời gian qua sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong chương trình Luật sư doanh nghiệp tuần này với chủ đề Cắt giảm điều kiện kinh doanh, mục tiêu chưa hoàn thành, phần 3. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, từ góc độ vi mô, khá nhiều doanh nghiệp không biết đến những chính sách vĩ mô, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Nghị quyết số 01 năm 2018 hay Nghị quyết số 19 năm 2018 về yêu cầu cắt giảm điều kiện kinh doanh của chính phủ đối với các bộ ban ngành. Nhưng hơn ai hết, các doanh nghiệp này lại cảm nhận rõ nhất sự thay đổi của môi trường kinh doanh Việt Nam trong thời gian qua. Họ hiểu rõ nhất việc xin giấy phép kinh doanh đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện có thuận lợi hay không, hay quyền tự do kinh doanh của họ ở chỗ này hay chỗ khác có bị nhà nước can thiệp quá sâu hay không. Vì vậy, thước đo quan trọng nhất của cải cách là sự hài lòng của người dân và của doanh nghiệp. Hiệu ứng thực tiễn là quan trọng nhất để đánh giá cải cách có thành công hay không. Đúng như đánh giá của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương công bố mới đây về chất lượng điều kiện kinh doanh cắt giảm trong thời gian qua, chỉ có những điều kiện kinh doanh đã được cắt bỏ hoàn toàn hoặc những điều kiện kinh doanh sửa đổi mang tính tích cực mới có tác động tốt đến cộng đồng doanh nghiệp. Minh chứng rõ nhất là Nghị định 107 năm 2018 về kinh doanh xuất khẩu gạo, thay thế Nghị định 109 năm 2010, có hiệu lực từ tháng 10 năm nay. Chỉ sau hơn một tháng Nghị định 107 có hiệu lực, đã có thêm hai doanh nghiệp tham gia vào thị trường xuất khẩu gạo. Từ đây góp mặt vào cuộc chơi không chỉ dừng lại ở con số 152 vì các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đã được nới lỏng đến mức tối đa. Tôi thấy là sắp tới những cái doanh nghiệp họ làm theo hướng hữu cơ hay gì v.v. thì có thể là xuất khẩu dễ dàng hơn và có thể là cho phép nhiều doanh nghiệp nhỏ tham gia vào cái chuỗi cung ứng xuất khẩu và có thể tìm được nhiều thị trường hơn và cái gạo của mình phải xuất khẩu được nhiều nước hơn. Cái thủ tục để cấp cái giấy chứng nhận kinh doanh xuất khẩu gạo nó cũng đã được đơn giản hóa hơn rất là nhiều. Thế rồi cái yêu cầu quy định về đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo thì cũng đã được bãi bỏ trong cái nghị định mới này. Thì như vậy sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể là linh hoạt hơn, có thể nhanh chóng hơn trong cái việc mà tiếp cận bạn hàng cũng như là có thể đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu. Một ví dụ khác, tuy ban hành sau mốc 31 tháng 10 nhưng Nghị định 155 ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế được các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm đánh giá rất cao. Theo đó, Bộ Y tế từ nay sẽ không tham gia vào việc xác nhận an toàn thực phẩm đối với doanh nghiệp nữa, tất cả trao quyền cho doanh nghiệp tự xác nhận, tự công bố và tự chịu trách nhiệm. Bộ Y tế đã hết kể cả cái giấy gọi là giấy mà hiện nay gọi là xác nhận an toàn thực phẩm, một cái giấy rất nhỏ thôi. Nhưng các anh chị có biết rằng những người nào làm trong ngành thực phẩm như chúng tôi, một năm nó hàng nhiều chục nghìn tờ. Bởi vì đó là một điều khoản nằm trong luật an toàn thực phẩm. Trong luật an toàn thực phẩm chỉ nói rằng xác nhận an toàn thực phẩm thôi, xác nhận cái kiến thức an toàn thực phẩm. Nhưng ai xác nhận? Đối với Bộ Y tế, Nghị định 155 cách đây 2 tuần tôi đánh giá cực cả. Bộ Y tế sẽ không tham gia vào cái chuyện xác nhận cái đó nữa. Bây giờ doanh nghiệp người ta nay người này thay vào, mai công nhân nghỉ thay vào, liên tục phải xác nhận và xác nhận. Có thể việc đào tạo là do doanh nghiệp tự đào tạo, nhưng cái xác nhận đấy lại cứ phải người của Bộ Y tế xuống để xác nhận. Tôi nói luôn đây nó một cái gì đấy. Trong khi nguyên tắc của an toàn thực phẩm là gì ạ? Là cơ sở kinh doanh đấy là hệ thống đó là ôn trách, tức là phải thực hiện và tự chịu trách nhiệm. Người ta có đủ kiến thức và chuyên môn để làm chuyện đấy. Tại sao mình lại luôn nghĩ rằng mình hơn người ta, mình phải xác nhận, người ta không đủ trình độ. Chính vì vậy, nó mới ra một cái câu chuyện là gì? Tôi đánh giá các cái nghị định vừa qua của Y tế liên quan đến vấn đề này. Chỉ một cái nhỏ thôi là cái giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm. Tuy nhiên trên thực tế, theo CM, số điều kiện kinh doanh cắt bỏ thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp không nhiều. Ví dụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, con số này chỉ chiếm 6,9%, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiếm 32,3%,
Bộ Thông tin và Truyền thông 31,6%, Bộ Xây dựng 22,3%, tức là không có bộ nào vượt tới con số 50%. Trong khi còn lại là những điều kiện kinh doanh sửa đổi bổ sung thay thế, nhưng ít có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, hoặc nếu có thì không nhiều, đó là chưa kể đến những điều kiện kinh doanh sửa đổi bổ sung còn gây khó khăn hơn cho cộng đồng doanh nghiệp. Tác động, tôi khẳng định anh chị, cứ bổ sung thêm một điều kiện là có tác động bất lợi cho doanh nghiệp. Tôi chưa nói về mục tiêu quản lý nhà nước, trong một số trường hợp là có lý do về mục tiêu quản lý nhà nước, nhưng hiện nay tôi đang thống kê và đang tính thì cứ thế nào bổ sung. Thì tôi lấy ví dụ như ở đây, bổ sung ở đây rõ ràng là trước đây thì cần có một người, bây giờ lại phải có cái chứng chỉ sơ cấp, có nghĩa là gì, người này lại phải đi học, lại phải cấp một cái chứng chỉ, và tự nhiên nó tạo thêm cái gánh nặng. Thì tất cả những cái bổ sung này là không chỉ giảm gánh nặng mà lại làm tăng cái chi phí cho doanh nghiệp. Sau khi mà mình đưa ra được những cái đơn giản hóa về điều kiện kinh doanh hay cắt giảm các điều kiện kinh doanh thì mình cần phải biết xem là thực tế là những cái điều đó nó tác động như thế nào tới doanh nghiệp, bởi vì trên thực tế thì vẫn có là một số cái vấn đề như cắt giảm điều kiện kinh doanh, nhưng mà theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương này, vừa rồi công bố thì thấy rằng là có những thứ là cắt giảm nhưng trên thực tế nó không tác động nhiều tới cái sự thuận lợi cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhìn lại quá trình cắt giảm điều kiện kinh doanh của bộ ngành còn cho thấy, chi phí mà doanh nghiệp và xã hội bỏ ra để đạt được những cải cách là rất lớn, trong khi cái mà doanh nghiệp thụ hưởng lại không nhiều. Riêng một cái nghị định 15 thôi về sửa đổi về vệ sinh an toàn thực phẩm thì nó có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí được 3.700 tỷ một năm. Đấy là đối với nhóm thực phẩm không thôi. Và một nghị định không thôi, với 15 nghị định mà xóa bỏ điều kiện kinh doanh, nếu chúng ta cứ nhân với 3.700 tỷ thôi thì sẽ thấy con số đó là lớn bao nhiêu. Nhưng 3.700 tỷ đó đã mất trong 5 năm liền trước khi bỏ được. Cái chi phí xã hội bỏ ra thời gian vừa qua là quá lớn để cho đạt được một cái bước cải cách mà cắt được mất đi 3.700 tỷ một năm. Đó là chưa kể đến có rất nhiều điều kiện kinh doanh mà bộ ngành này nỗ lực cắt giảm thì lại xuất hiện ở bộ ngành khác. Bộ Công Thương đã từng phải nỗ lực rất nhiều để cắt giảm những điều kiện kinh doanh mang tính quy mô trong Nghị định 19 năm 2016 về kinh doanh khí hay Nghị định 109 năm 2010 về kinh doanh xuất khẩu gạo. Khi thấy những điều kiện này hoàn toàn không còn phù hợp với bối cảnh hiện nay, thì sau Nghị định 49 năm 2018 về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp lại yêu cầu có ít nhất 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định mới được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đối với tổ chức trong nước là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp tại Điều 4. Trong cái quá trình các bộ ngành rất nỗ lực để cắt giảm điều kiện kinh doanh thì lại bọc ra những điều kiện kinh doanh mới, thì tôi lấy một ví dụ như này là cái Nghị định 49 năm 2018 trong ngành giáo dục. Ví dụ ở đây có rất nhiều điều kiện kinh doanh mà các bộ khác đã bãi bỏ thì nay nó lại bọc trở lại. Tôi lấy ví dụ như thế này. Khoản 4, điều kiện yêu cầu là để được cái tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, yêu cầu ít nhất phải có 10 kiểm định viên làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động. Bộ Xây dựng đã thậm chí dũng cảm bỏ đi 10 cái người yêu cầu phải có chứng chỉ, thành xuống yêu cầu tối thiểu là 1. Thì nay tháng 4 năm 2018, Bộ Giáo dục ví dụ trong cái nghị định này tiếp tục thứ hai yêu cầu về điều kiện về cơ sở vật chất, ví dụ bắt buộc phải có trụ sở ổn định trong thời gian ít nhất 2 năm. Tôi lấy nói vui là doanh nghiệp vừa thành lập ra chưa biết có tồn tại được 1 tháng hay không, bắt người ta ký một cái hợp đồng 2 năm. Yêu cầu là có đủ phòng làm việc cho kiểm định viên với diện tích tối thiểu 8m2 một người. Có nghĩa là các anh chị hình dung giống như chúng ta, giống như quy định của mở nhà trẻ mẫu giáo, mỗi em học sinh hoạt động, mọi người làm việc trong cái tổ chức này có đủ trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kiểm định, ví dụ như vậy, có trang thông tin điện tử vân vân, tức là có rất nhiều điều kiện kinh doanh mà các bộ ngành đã bãi bỏ, hôm nay lại tái xuất hiện ở dưới các bộ ngành khác và dưới các điều kiện kinh doanh mới. Trước thềm những nỗ lực cải cách của chính phủ và các bộ ngành địa phương từ góc độ của các doanh nghiệp, việc phải xin các giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp nhiều khó khăn. Theo kết quả điều tra PCI năm 2017, vẫn có đến 58% trên tổng số doanh nghiệp phản hồi phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện. Trong đó có 42% doanh nghiệp cho biết có gặp khó khăn khi xin những giấy phép loại này. Riêng trong lĩnh vực cấp phép xây dựng và giấy phép liên quan, việc thực hiện thủ tục hành chính phức tạp khiến các doanh nghiệp phải thuê khoán dịch vụ, tư vấn thay vì có thể làm trên thực tế. Câu hỏi đặt ra là liệu thời gian tới tỷ lệ này có giảm hay không?
các doanh nghiệp có thể sớm thụ hưởng thành quả của cải cách trong thời gian vừa qua hay không chính là điều mà nhiều chuyên gia băn khoăn khi chất lượng điều kiện kinh doanh đã cắt giảm, không như mục tiêu mong đợi. Một trong những phát hiện khi Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương tiến hành thống kê, so sánh cũng như đối chiếu những điều kiện kinh doanh trước và sau khi các bộ ban ngành cắt giảm, đó là việc rà soát và cắt giảm điều kiện kinh doanh thời gian qua, chưa tính đến điều kiện kinh doanh được quy định trong luật. Bên cạnh đó, với hơn 2.000 trên tổng số hơn 5.000 điều kiện kinh doanh đã cắt giảm, thì số còn lại hoàn toàn có thể tiếp tục được bãi bỏ. Tuy đây không phải là phát hiện hoàn toàn mới, song nó cho thấy muốn có một môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, thì chính phủ cũng như các bộ ban ngành còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, phải thường xuyên và liên tục hơn nữa, vì không gian cải cách điều kiện kinh doanh còn rất lớn. Nhìn vào bức tranh tổng thể cắt giảm điều kiện kinh doanh theo báo cáo từ Văn phòng Chính phủ, một trong những lý do khiến Bộ Tư pháp là đơn vị cắt giảm được ít điều kiện kinh doanh và chưa hoàn thành mục tiêu một phần là do rất nhiều điều kiện kinh doanh thuộc quản lý của Bộ này nằm trong luật và điều này vượt quá thẩm quyền của Bộ Tư pháp. Đa số thì nó nằm trong các cái quy định của luật. Thì những cái gì, có các công chí là những cái thủ tục nào, điều kiện nào mà nó nằm trong nghị định thì Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng nghiên cứu để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Và hiện tại thì có hai cái nghị định, thì một cái đã được Chính phủ ban hành, còn một cái thì Bộ Tư pháp đã trình lên Chính phủ. Thế còn lại, các điều kiện còn lại thì báo cáo chí chủ yếu nằm trong luật, mà muốn sửa đổi các điều kiện mà theo luật thì báo cáo chí theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật nó phải có một cái quy trình trình tự thủ tục nhất định, và muốn sửa các điều kiện phải đi đánh giá tác động rồi là xem xét nó sự cần thiết nó như thế nào, rồi nó cắt giảm các cái điều kiện này nó có phù hợp với thực tiễn, đảm bảo cái quyền tự do kinh doanh cũng như đảm bảo cái điều kiện thông thoáng cho các tổ chức doanh nghiệp hay không. Theo những cái thông tin sơ bộ của tôi thì cũng có một số bộ cũng đã rà soát những cái quy định ở luật. Tuy nhiên, để từ cái rà soát luật cho đến khi sửa đổi luật và đến khi luật được ban hành, theo tôi đây là cả một vấn đề về thách thức. Ở cấp nghị định có rất nhiều quy định chưa hợp lý và doanh nghiệp đã kêu lâu nay nhưng vẫn chưa được sửa đổi, như nghị định 09 năm 2016 quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng và thực phẩm, trong đó có quy định về tăng cường iốt vào muối, quy định để phòng chống bệnh biếu cổ, đần độn và các rối loạn do thiếu iốt gây ra. Tôi ví dụ như nghị định 09 về muối iốt, chúng ta mất bao nhiêu năng lượng về cái chuyện đó. Chúng ta chỉ nói mỗi một cái chuyện liên quan đến là gì? Iốt đúng là nó quan trọng, iốt đúng là nó cần thiết cho những cái vùng mà đang có cái dấu hiệu của thiếu iốt. Nhưng cái chuyện mà quy định mà phải đưa nó vào trong thực phẩm là một cái nó làm gì? Nó làm méo mó cái ngành thực phẩm đi. Và rất nhiều trong lĩnh vực đấy đã bằng cái cơ sở thực tiễn để chứng minh. Và nghị quyết 19 đã có một cái gạch đầu dòng với 3 dòng giữa cái chuyện này thôi. Bộ Y tế có hẳn văn bản nói rằng chúng em sẽ chỉnh trong tháng 9. Câu chuyện gì xảy ra? Câu chuyện là Bộ Y tế bây giờ lại lập một đoàn để đi để khảo sát lại. Hai điều kiện chung sản xuất thuốc thú y tại Nghị định 35 năm 2016, khoản 3 quy định, kho chứa đựng nguyên liệu phụ liệu thuốc thành phẩm có diện tích phù hợp với quy mô sản xuất. Khoản 4 quy định có giá kệ để nguyên liệu phụ liệu bao bì thuốc thành phẩm, có thiết bị phương tiện để bảo đảm điều kiện bảo quản. Đây là những điều kiện kinh doanh chung chung và rất khó thực thi. Cái mà sau khi đã cắt bỏ đi rồi, đã sửa rồi, cái còn lại thì chúng tôi rà soát lại. Thì chúng tôi vẫn thấy rằng là vẫn có thể tiếp tục được bãi bỏ. Thì tôi lấy một cái ví dụ như là rất nhiều điều kiện kinh doanh vẫn tiếp tục có thể bãi bỏ ngay khi chúng ta đã rà soát lần 1. Đây là thời điểm cần thiết để đánh giá lại cái chất lượng cải cách của các bộ ngành bằng cách là đưa ra những cái thống kê, đưa ra những cái phân tích về các chương trình cắt giảm mà các bộ ngành chủ trì. Qua đó mới thấy có thể thấy được sự khác biệt giữa các bộ ngành. Chứ nếu chỉ nhìn vào những con số 60% hay 65% thì chúng ta sẽ không đảm bảo được cái chất lượng của các chương trình cải cách. Bởi vì suy cho cùng cái chương trình cải cách thì làm sao cho doanh nghiệp, cho là phải người dân, người nơi hưởng lợi và môi trường kinh doanh Việt Nam phải thực sự tốt lên. Rõ ràng từ những dẫn chứng trên hoàn toàn có cơ sở để khẳng định không gian cải cách điều kiện kinh doanh còn rất lớn và cần có nhiều nỗ lực hơn nữa từ các bộ ngành và chính phủ. Rất nhiều biện pháp cải cách được bộ ngành, chính quyền địa phương đưa ra nhưng dường như vẫn còn một hành trình rất dài để có tác động trực tiếp tới các doanh nghiệp vì khoảng cách từ chính sách hỗ trợ đến đối tượng thụ hưởng còn khá xa. Như thường lệ, phần cuối của chương trình mời quý vị đến với mục tư vấn pháp luật.
Tham gia mục tư vấn pháp luật ngày hôm nay có luật sư Nguyễn Đào Tơ, trưởng văn phòng luật sư Hoàng Huy, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa luật sư, có bạn Nguyễn Thùy Trang ở Bắc Ninh gửi thư về chương trình và hỏi: tôi có nhu cầu muốn tư vấn vấn đề cụ thể như sau. Tôi đang làm thủ tục thanh toán tiền thuốc là dược phẩm và vật tư y tế. Một cá nhân đã xuất hóa đơn bán lẻ thuốc cho chúng tôi. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì tôi thấy mã ngành nghề kinh doanh của người này là 59, nghĩa là kinh doanh bán lẻ khác. Tôi không hiểu với ngành nghề kinh doanh là bán lẻ khác thì liệu người này có thể kinh doanh thuốc được hay không? Và nếu đối với các loại thuốc không cần kê đơn thì có cần phải có giấy phép kinh doanh ngành nghề thuốc mới được bán hay không? Xin cảm ơn luật sư. Mời luật sư trả lời. Cảm ơn câu hỏi của bạn Trang. Đối với câu hỏi của bạn Trang, tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật doanh nghiệp, thì tổ chức hoặc cá nhân hoàn toàn có quyền được chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh của mình. Và sau khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh của mình, tổ chức cá nhân phải thực hiện hoặc việc đăng ký kinh doanh ngành nghề mình đã lựa chọn và kinh doanh đúng ngành nghề mình đã đăng ký. Thì trong trường hợp này, theo thông tin mà bạn cung cấp, ngành nghề kinh doanh của cửa hàng bán thuốc là mã ngành 59 là bán lẻ khác. Thì chiều theo quy định pháp luật tại quyết định số 27 năm 2018 thì không phù hợp. Bởi vì theo quyết định số 27 năm 2018 thì mã ngành nghề của bán lẻ thuốc là 4772 chứ không phải 59. Vì vậy cho nên trong trường hợp đăng ký kinh doanh mã ngành 59 mà kinh doanh dịch vụ bán lẻ thuốc là không đúng quy định pháp luật. Thưa luật sư, có anh Nguyễn Văn Thi ở Hà Nội gọi điện về chương trình và hỏi: công ty chúng tôi muốn chuyển trụ sở chính đến một địa điểm khác ở trong tỉnh thì phải làm thế nào? Công ty của chúng tôi là công ty cổ phần, mong được nhận được sự tư vấn nhanh chóng từ phía luật sư ạ. Xin cảm ơn luật sư. Mời luật sư trả lời ạ. Rất cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn rất là rõ ràng. Vì vậy cho nên là chúng tôi trả lời cũng sẽ được gãy gọn hơn so với một số thính giả khác. Thì trong trường hợp câu hỏi của bạn thì tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là bạn muốn thay đổi trụ sở chính trong tỉnh nhưng bạn không nói rõ là có trong cùng một quận hay không. Thì trong trường hợp nếu như bạn thay đổi từ quận nọ sang quận, từ quận này sang quận kia thì bạn phải làm thủ tục thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế người ta cho bạn một cái văn bản đồng ý chấp thuận bạn chuyển sang quận khác và bạn phải thực hiện hết các nghĩa vụ thuế của mình đối với trụ sở cũ. Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ đối với trụ sở cũ thì chi cục thuế của trụ sở cũ sẽ cho bạn một cái văn bản và kèm theo cái văn bản đó bạn sẽ phải gửi thông báo lên Sở Kế hoạch Đầu tư. Kèm theo thông báo của Sở Kế hoạch Đầu tư thì bạn vẫn phải có biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở và kèm theo thông báo ngoài cái biên bản họp của đại hội đồng cổ đông ra thì bạn cũng phải có quyết định về việc thay đổi trụ sở. Và trong thời hạn 3 ngày, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét hồ sơ của bạn. Nếu trong trường hợp hồ sơ của bạn chưa hợp lệ thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ thông báo cho bạn bằng văn bản và nêu rõ lý do chưa hợp lệ. Còn nếu trong trường hợp hồ sơ của bạn đã hợp lệ rồi thì Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ xem xét và cấp phép cho bạn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với địa điểm trụ sở kinh doanh mới theo như bạn đã đăng ký. Cảm ơn luật sư ạ. Mục tư vấn pháp luật đã khép lại chương trình luật sư doanh nghiệp tuần này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình và đừng quên chương trình luật sư doanh nghiệp được phát sóng vào khung giờ mới 21:15 thứ ba hàng tuần. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình tại website www.vitv.vn hoặc cập nhật qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.